Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Hôm nay thứ tư, ngày 24 tháng 2 năm 2021, chương trình thời sự có những thông tin đáng chú ý sau đây. Các địa phương chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Việt Nam tiến tới tiêm miễn phí vắc phòng Covid-19. Tin thế giới. Hơn 46% dân số Israel được tiêm vaccine COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, hôm nay ngày 24 tháng 2, 2021, Bí thư quyền quỹ Bến Lức Trần Hoàng Nhân có buổi đối thoại với hộ ông Đoàn Quang Quyền ở xã Bình Đức về việc giải phóng mặt bằng công trình các đường dây đấu nối 220 kV thuộc dự án trạm biến áp 500 kV Đức Hòa đi qua địa bàn xã. Hộ ông Đoàn Quang Quyền là một trong những hộ dân chịu ảnh hưởng của dự án cắt đường dây đấu nối 220 kV. Tổng diện tích thu hộ đối với hộ ông Quyền là 380 m2. Bên cạnh đó, hộ ông Quyền còn bị ảnh hưởng hành lang an toàn đường điện trên 1.200 m2. Tổng số tiền bồi thường hỗ trợ đối với ông trên 361 triệu đồng. Qua nhiều lần vận động nhưng đến nay gia đình vẫn chưa đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ Tại buổi đối thoại, lãnh đạo quyện xã và các ngành chuyên môn đã phân tích giải thích các vấn đề liên quan đến dự án, các vấn đề mà ông quyền còn vướng mắt. Tuy nhiên, kết thúc buổi đối thoại, hộ ông quyền vẫn chưa chấp nhận với việc thu hồi đất và hỗ trợ bồi thường, đề nghị trả lại hiện trạng ban đầu bồi thường thiệt hại. Phát biểu tại buổi đối thoại, Bí thư Quyền ủy Trần Quang Nhân khẳng định, công trình các đường dây đấu nối 220 kV thuộc dự án trạm biến áp 500 kV nước quà là dự án do nhà nước thực hiện quy trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đã được các ngành chuyên môn thực hiện đúng theo quy định. Bí thư quyền quỹ mong muốn hộ ông quyền hiểu và chấp hành đúng theo chủ trương của nhà nước. Các ngành chức năng quyền củng cố hồ sơ thực hiện bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật. Chiều ngày 23 tháng 2, 2021, Quỹ ban bầu cử quyền Bến Lức tổ chức triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai kế hoạch của Ủy ban bầu cử quyền về thực hiện công tác bầu cử, trong đó nhấn mạnh những nội dung quan trọng, những điểm mới, các mốc thời gian triển khai thực hiện các bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quyền, Chủ tịch Ủy ban bầu cử quyền Dương Chăn Úc đề nghị sau hội nghị, các đại biểu của quyền xã thị trấn bám sát các văn bản trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các bước nhằm thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng luật, lựa chọn được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài, xứng đáng làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chiều ngày 23 tháng 2, 2021, Quyền Đức Hòa tổ chức hội nghị thông báo, phân bổ, hướng dẫn các cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quyền khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quyền Đức Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 sau Hội nghị Hiệp thương lần 1 là 68 người, Hội nghị dành thời gian hướng dẫn các cơ quan tổ chức đơn vị về quy trình giới thiệu người ứng cử, đồng thời lần ghép triển khai cách giới hồ sơ ứng cử. Việc giới thiệu người ứng cử thực hiện trong thời gian từ ngày 24 tháng 2 đến 11 tháng 3 năm 2021. Đối với bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp quyện, các cơ quan tổ chức đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử thực hiện theo 3 bước. Hội nghị ban lãnh đạo cơ quan dự kiến người ứng cử, tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác và tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng. Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 2 2021, Công an quận Đức Hòa tiếp tục triển khai cấp thẻ căn cứ công dân giai đoạn 1 cho công chức viên chức tại các cơ quan ban ngành, học sinh có hộ khẩu thường trú tại huyện, người đủ từ 14 tuổi trở lên. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Công an quyền Đức Hòa đã bố trí từng nhóm làm thủ tục cấp căn cứ công dân. Sau khi qua các bước kiểm tra, đối chiếu thông tin, lan tài, chụp ảnh, tờ khai sẽ được in ra để công dân đối chiếu ký tên xác định thông tin đúng đủ Trung bình thời gian cấp thẻ căn cứ công dân khi có đủ thông tin sẽ từ 5 đến 7 phút cho một cá nhân. Riêng đối với những trường hợp cá biệt, thời gian làm thủ tục sẽ dài hơn. Mức thu lệ phí 15.000 đồng một trường hợp. Được biết, việc triển khai cấp thẻ căn cứ công dân đợt 1 được bắt đầu từ ngày 11 tháng 2 năm 2021, sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 2 năm 2021. Dự kiến công an quyện sẽ cấp gần 10.000 thẻ căn cứ công dân trong đợt này. Đồng thời, Công an quyền sẽ phấn đấu đến cuối tháng 6 năm 2021, hoàn thành việc cấp thẻ căn cứ công dân trên địa bàn. Giai đoạn 2015-2020, Trung tâm ứng dụng kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ, Sở khoa học và công nghệ tỉnh, triển khai chính sách hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ trên địa bàn tỉnh, qua việc thực hiện hơn 80 mô hình với tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng. Sau 6 năm triển khai chính sách này, các mô hình được nhân trọng đã góp phần ứng dụng những kỹ thuật công nghệ mới phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương, đồng thời nâng cao trình độ công nghệ, tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất, thúc đẩy việc tăng cường hàm lượng khoa học cho công nghệ trong các sản phẩm chủ lực của mình, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm khi hội nhập quốc tế. Trong đó nổi bật là các mô hình tiêu biểu như triển khai công nghệ sản phẩm đồng ruộng ứng dụng kỹ thuật laser, hệ thống lắng lọc nước, mô hình nuôi cá trê lai thương phẩm, cá lóc bồng, nhân rộng hệ thống tưới tiêu thông minh cho hợp tác xã điểm. Hướng tới Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh kiến nghị Trung ương ban hành quy định về tỉnh mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước để đáp ứng nhu cầu phát triển, tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, các chuyên gia đang khẩn trương để sớm có vaccine ngừa Covid-19. Phân theo các nhóm đối tượng ưu tiên. Theo Ban Chỉ đạo, tới đây, vaccine ngừa Covid-19 sẽ được hoàn thiện và đáp ứng đầy đủ, tiến tới cơ bản về lâu dài. Người dân sẽ được tiêm miễn phí giống như trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Bên cạnh đó, có phần nhỏ vaccine dịch vụ dành cho những người có khả năng chi trả cao hơn. Trước đó, theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong năm 2021, Việt Nam cần 150 triệu liều vaccine cho toàn dân. Bộ Y tế đã có cam kết nhận 30 triệu liều vaccine từ nguồn viện trợ theo chương trình COVAX, cố gắng về Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2021, đồng thời nhập khẩu 30 triệu liều vaccine từ công ty AstraZeneca. Như vậy, trong năm 2021, Việt Nam dự kiến có 60 triệu liều vaccine. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 51 tỉnh thành phố đã quyết định cho học sinh đi học trở lại từ ngày 22 tháng 2. Tỉnh Lạng Sơn cho học sinh đi học trở lại từ ngày hôm nay, 24 tháng 2. Học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh sẽ đi học trở lại từ ngày 1 tháng 3. Các tỉnh còn lại tiếp tục căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương để quyết định cho học sinh đi học trở lại vào thời điểm thích hợp. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của dịch bệnh và bám sát chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch COVID-19. Dự báo tình hình dịch bệnh để chỉ đạo các nhà trường. Bộ cũng xây dựng các kịch bản ứng phó với các tình huống dịch bệnh như điều chỉnh khung kế hoạch giáo dục thời gian năm học 2020-2021 tương ứng với dự kiến diễn biến tình hình của dịch bệnh. Thưa quý vị, sau đợt nghỉ Tết kéo dài do ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19, Hiện tại, các trường học trên địa bàn quyền Đức Huệ đang chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón học sinh trở lại trường vào ngày 1 tháng 3 2021 tới đây. Các trường đều đang khẩn trương thực hiện các biện pháp khử trùng, vệ sinh, trường, lớp học, bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định như chuẩn bị nước rửa tay, thiết bị đo thân nhiệt, nhằm đảm bảo cho học sinh đến lớp an toàn. Tại trường mầm non tuổi thơ xã Mỹ Thành Đông, sau Tết, giáo viên của trường đã tập trung vệ sinh, làm đồ dùng học tập, trang trí lớp học, tạo cảnh quan môi trường sư phạm, sạch đẹp, an toàn, để phụ huynh tự tin đưa con em mình trở lại trường. À, trường cũng đã thực hiện tốt cái công tác phối hợp với phụ huynh à, nhằm để theo dõi sức khỏe của trẻ à, khi ở trường cũng như ở gia đình à, để có cái biện pháp bảo vệ an toàn nhất cho trẻ. Công tác phun xịt khử trùng toàn trường sẽ được tiến hành vào ngày 27 tháng 2, 2021. Sau đó giáo viên sẽ vệ sinh sạch sẽ lại một lần nữa để trường bắt đầu hoạt động. Hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, phần lớn người dân thành phố Tân An đã chủ động nâng cao ý thức phòng chống dịch. Trong đó, việc đeo khẩu trang tại những nơi đông người và chữ trình vệ sinh nơi công cộng đang dần trở nên phổ biến. Tại các công viên và đường phố ở thành phố Tân An, đa phần người dân chấp hành nghiêm quy định đeo khẩu trang và giữ trình vệ sinh nơi công cộng, không chỉ tại các chợ trung tâm, chợ dân sinh, tại các siêu thị, cửa hàng kinh doanh, mọi người đi mua sắm đều chủ động đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cho mình và người khác dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Với sự cố gắng nỗ lực của các lực lượng chức năng từ thành phố đến cơ sở trong công tác phòng chống dịch, người dân nên thường xuyên rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang nơi công cộng và mỗi người hãy tự nâng cao ý thức trong việc phòng chống dịch để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Thưa quý vị, vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 24 tháng 2 2021, tại khu vực giữa cột mốc 230.12 đến cột mốc 230.22, thuộc ấp Bưng Tràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân có 14 đối tượng lạ mặt, tụ tập dọc kênh Cái Cỏ, có nhiều nghi chấn xuất cảnh sang Campuchia. Tổ công tác đã tiếp cận, yêu cầu kiểm tra hành chính, mời 14 đối tượng về trạm kiểm soát Bưng Tràm làm việc. Tại đây, 14 đối tượng khai tên Hoàng Quy Cường, Hoàng Nhất Thống, Lê Văn Xuân, Hoàng Quốc Dượng đều ở tỉnh Thanh Hóa. Lê Trung Kiên, Trần Ngọc Linh, Nguyễn Hồ Quy, Lê Văn Sơn, tỉnh Đắk Lắc, Trần Thanh Xuân, Nguyễn Khánh Hòa, tỉnh Sơn La, Hà Công Tùng, tỉnh Cha Lai, Nguyễn Thị Diễm, tỉnh Bạc Liêu, Phạm Như Linh, tỉnh Bình Dương, Nguyễn Thị Thu Hiền, tỉnh Lâm Đồng. Cả 14 đối tượng trên có ý định vượt biên sang Campuchia tìm việc làm. Sau khi tiến hành xác minh nhân thân, đo thân nhiệt, khai báo y tế và làm đầy đủ các trình tự thủ tục pháp lý, đồn biên phòng sông trăng đã báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 huyện tân hưng đồng thời phối hợp cơ quan chức năng huyện tân hưng công an tỉnh long an tiếp tục điều tra làm rõ xử lý trước pháp luật theo thông tin chúng tôi nhận được vào khoảng 23 giờ ngày 24 tháng 2 tại bệnh viện đa khoa khu vực long an một nam bệnh nhân 57 tuổi ngụ thành phố tân an đã bất ngờ nhảy lầu từ tầng 4 của bệnh viện dẫn đến tử vong. Do thời điểm xảy ra vụ việc, những người trong khu trực gần hiện trường vụ tai nạn nghe tiếng động mạnh liền ra ngoài xem xét thì phát hiện người đàn ông nằm bất động. Mặc dù đã được các bác sĩ cấp cứu nhưng sau đó nạn nhân đã tử vong. Được biết trước Tết nguyên đáng bệnh nhân này từng bị nhồi máu cơ tim đã chuyển lên điều trị tại bệnh viện chợ rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó bệnh nhân suy thận suy tim phải thở máy chạy thận lọc máu do chi phí quá cao bệnh nhân trở về Long An. Sau đó bệnh nhân lại tiếp tục nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Long An trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, suy thận cấp. Sau khi điều trị dài ngày, bệnh nhân đã cai máy thở, tự thở được. 10 ngày sau thì chức năng thận phục hồi, có thể đi lại được. Thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Phần tiếp theo của chương trình gồm những nội dung đáng chú ý sau. Ngành nông nghiệp khuyến cáo không gieo xạ lúa hè thu sớm. Tin thế giới, hơn 46% dân số Israel được tiêm vaccine COVID-19. Hiện tại, toàn tỉnh có gần 4.000 hecta lúa đông xuân nhiễm sâu năng. Để cắt đứt nguồn lây lan của sâu năng, Sở Nông nghiệp tỉnh đề nghị người dân không được gieo xạ lúa hè thu sớm. Theo lịch thời vụ, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân chỉ tập trung gieo xạ lúa hè thu vào khoảng tháng 4 và tháng 5. Trước khi gieo xạ, phải vệ sinh sạch cỏ dại lúa chét trong ruộng, làm đất kỹ và săn phẳng mặt ruộng, không giữ nước trộn quá sâu, đẩy mạnh áp dụng gói kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1,5 giảm, đồng thời bón phân cân đối, không bón thừa phân đạm, tăng cường bón phân lân, kali, bổ sung thêm phân có hàm lượng canxi, magie, silic. Mặc dù vậy, nhưng đến nay, toàn tỉnh đã giao xạ được gần 9.200 hectare lúa hà thu 2021 sớm, ngoài lịch thời trụ, tập trung tại quyện Đồng Tháp 10. Hiện tại, qua thăm đồng cho thấy một số diện tích lúa hè thu sớm đã có sự xuất hiện gây hại của sâu năng, Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp đề nghị các địa phương cần tăng cường thông tin tuyên truyền về tình hình dịch hại trên cây lúa, đặc biệt là sâu năng bằng nhiều hình thức khác nhau đến người dân. Đặc biệt là giám sát, nắm chắc diễn biến của sâu năng ở giai đoạn mạ để nhánh để có giải pháp xử lý kịp thời. Năm 2021, huyện Tân Thạnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thích ứng biến đổi khí hậu đảm bảo diện tích theo chỉ tiêu tỉnh giao giai đoạn 2021-2025, phát triển 15.000 ha dùng lúa ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 80% sản lượng lúa chất lượng cao. Bước đầu, công tác nhân rộng mô hình lúa ứng dụng công nghệ cao được nhiều thuận lợi, nông dân ngày càng tin tưởng và mạnh dạn áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến vào đồng ruộng, như một phải sáo giảm, quản lý dịch hại tổng hợp, sử dụng phân bón hữu cơ chi sinh, nắm trắng, nắm xanh, thay thế cho các loại phân thuốc hóa học để bảo vệ môi trường sinh thái rất là hiệu quả ngon lành nhưng mà vừa vừa rồi á, thì ở đây cũng có làm cái mô hình ứng dụng công nghệ cao á. thì từ hôm từ lâm xã tới hai đến 2021, thì đúng là tôi tôi xạ nay là từ gần hai tháng rồi nhưng mà tôi chưa xịt miếng sâu 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 đầy gì hết đến cuối năm 2020, toàn huyện đã triển khai thực hiện được 76 mô hình với hơn bốn 427 bốn lúa ứng dụng công nghệ cao Riêng trong vụ đông xuân 2020-2021, quỹ nhân rộng 6 mô hình với tổng diện tích hơn 390 ha. Qua hội thảo đánh giá các mô hình càng khẳng định tính hiệu quả rất cao của lúa ứng dụng công nghệ cao so với canh tác lúa thường, chi phí đầu tư giảm từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng một ha, hiệu quả kinh tế cao hơn từ 2,5 đến 3 triệu đồng một ha. Trong vụ hè thu năm 2021, quyền tiếp tục nhân rộng 6 mô hình lúa ứng dụng công nghệ cao ở các địa bàn các xã Tân Thành, Nhân Ninh, Tân Ninh và Kiến Bình. Mỗi mô hình từ 51 đến 60 ha với tổng diện tích gần 320 ha có 147 hộ nông dân tham gia. Hiện lúa các mô hình đang trong giai đoạn mạ đến để nhánh, đang sinh trưởng phát triển tốt và tiếp tục khẳng định mức độ hiệu quả cao so với phương thức canh tác thông thường trong cùng điều kiện canh tác. Sau khi thu hoạch xong vụ lúa đông xuân 2020-2021, nông dân ở ba xã biên giới Hưng Hà, Hưng Điền và Hưng Điền B, huyện Tân Hưng đã tranh thủ trồng sen canh cây mè vụ xuân hè. Cách làm này ngoài việc giúp cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu mà còn cắt đứt mầm bệnh, tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất vụ lúa hè thu 2021. Vụ xuân hè 2021, anh Phạm Văn Dìa xuống giống 2,5 hectare mè. Hiện mè được khoảng 35 ngày tuổi và đang phát triển tốt. Trước đây anh từng trồng sen canh mè giữa hai vụ lúa và vụ nào cũng thuận lợi khá cao, khoảng 20 triệu đồng trên một hecta. Làm lúa xong rồi trở lại làm mè cũng hiệu quả cao hơn làm lúa vụ ba. Cái thu hoạch mè thì ngon hơn cái vụ làm lúa vụ ba. Giá mè nó, ngay cũng bốn mấy ngàn ký cũng nông dân cũng có lợi. Theo thống kê, nông dân các xã biên giới huyện Tân Hưng đã trồng được 530 hecta mè vụ xuân hè trồng mè ít tốn chi phí và công chăm sóc nhưng cho thu nhập cao gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa. Tuy nhiên vấn đề được nhiều nông dân quan tâm là đầu ra của cây mè chưa ổn định. Thưa quý vị, những năm gần đây, nhiều nông dân xã Thành Hưng thị xã Kiến Tường đã chuyển sang trồng lúa chống. không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà điều quan trọng là đầu ra ổn định nên mô hình này đang được nhân rộng tại địa phương. Đây là cánh đồng lúa trồng theo quy trình ứng dụng công nghệ cao với diện tích 8,5 hecta của ông Võ Thành Hiệp, một trong những nông dân trồng lúa giống đầu tiên của xã Thành Hưng. Những buổi thăm đồng như thế này cùng với cán bộ lãnh đạo địa phương là thường xuyên nhằm đánh giá thực tế sự tăng trưởng của cây lúa. Hiện trà lúa này đang trong giai đoạn đồng trổ phát triển tốt, dự đoán cho năng suất khoảng từ 9 đến 10 tấn một hecta, tăng từ 500 đến 700 kg một hecta so với giới năm ngoái. À, tôi làm này được ba mươi mấy năm, nhưng chỉ có cái năm nay là tôi thấy rất đạt nhất trong các năm từ xưa đến nay. À, cái Tết này thì nói rõ ra là hơi vui hơn tất cả các mỗi Tết khác. Dọn xạ thì bình thường giống như là mình gieo xạ hàng, hàng năm thôi, nhưng mà đều phải cấy bằng máy. Và điểm thứ hai nữa phải cỏ, hồi cái lúc mà cho nó sạch, coi như là không để một cái cây cỏ nào ở trên cái, cái nền đất. Rồi là điểm thứ ba nữa là mình phải đi khử tất cả cái loại cây lúa nào mà nó đã có chờm cao hay là thấp gì đó là phải khử lại cho người ta hết. Nhận thấy hiệu quả kinh tế cao từ trồng lúa giống, đặc biệt lúa sau khi thu hoạch được doanh nghiệp bao tiêu đầu ra, nên nhiều hộ dân đã dần chuyển sang mô hình này. Hiện lúa tư được doanh nghiệp thu mua trên 8.000 đồng một ký, cao hơn thị trường 1.200 đồng một ký. Đây là mức giá cao nhất trong nhiều năm qua, nên nông dân rất phấn khởi. Thì canh tác lúa giống là được 2 hectare, à, đến nay canh tác uh, lúa giống này được uh, 3 vụ rồi. Dạ. thời tiết năm nay thì thấy phấn khởi cái trà lúa rất là tốt, phát triển thấy cũng đạt hơn những năm trước. Nếu mà so với cái lợi nhuận của năm nay so với năm rồi, có thể một hecta lợi nhuận cao hơn vừa giá vừa chi phí này nọ khoảng mười mấy triệu trên một hecta. Cánh đồng lúa xã Thạnh Hưng hiện có 55 hecta trồng lúa giống. Ngoài việc được cung cấp lúa giống nàng qua chính, nông dân còn được hỗ trợ kỹ thuật, áp dụng đúng quy trình canh tác nên chất lượng đảm bảo. Trong vòng 2 năm qua, giá lúa giống lúc nào cũng cao hơn thị trường từ 1.000 đến 1.200 đồng một ký, nên người dân và chính quyền nơi đây ngày càng tin tưởng vào sự bền vững của mô hình này. Theo qua khảo sát đánh giá thì thực chất năm 15 ha này là năng suất khá cao mà giống cũng rất đạt thì so với điều kiện này thì phương hướng tới thì ủy ban xã sẽ tiếp tục để nhân rộng cái mô hình làm giống này cho bà con cô bác ở trên địa bàn để góp phần phát triển kinh tế cho xã nhà với những tín hiệu chui đầu năm cả về năng suất chất lượng và tăng lợi nhuận tin rằng trong năm mới nông dân xã Thạnh Hương nói riêng các quyền thị dùng đầu cấp 10 nói chung sẽ tiếp tục có những vụ mùa bội thu